chào đón tất cả quý vị khán giả đang đến với vòng thi song ca tranh tài của chương trình Danh Ca Vọng Cổ. Đêm nay, đêm thi đầu tiên của vòng thi song ca tranh tài. Trong mỗi một đêm thi của vòng thi song ca tranh tài, lần lượt 12 thí sinh sẽ được các huấn luyện viên của chúng ta ghép cặp với nhau và họ sẽ xuất hiện trên sân khấu, không chỉ với tư cách là sẽ cùng đối kháng để các huấn luyện viên có thể lựa chọn ra những thí sinh nào xuất sắc đi tiếp trong chương trình Danh Ca Vọng Cổ, mà đó sẽ còn là những tiết mục các huấn luyện viên đã dàn dựng làm sao để giọng ca của các thí sinh khi xuất hiện cùng nhau trên sân khấu sẽ hòa quyện một cách hoàn hảo nhất. Và kết thúc vòng thi song ca tranh tài thì sẽ có 6 thí sinh phải nói lời tạm biệt chương trình của chúng ta. Thưa quý vị, đêm nay không chỉ là đêm thi đầu tiên của vòng thi song ca tranh tài mà còn là một ngày rất đặc biệt trong năm, ngày Giáng sinh. Và chúng tôi hy vọng là tất cả những tiết mục trong chương trình ngày hôm nay sẽ thực sự là những món quà Giáng sinh mà chúng tôi xin được gửi đến tất cả quý vị khán giả, những ai luôn yêu mến bộ môn nghệ thuật cải lương, vọng cổ. Và bây giờ thì hãy cùng Ốc Thanh Vân chào đón các vị huấn luyện viên trên những chiếc ghế quyền lực của mình. Xin được chào đón huấn luyện viên Kim Tử Long. Chúng ta sẽ chào đón huấn luyện viên Hoài Mỹ. Và huấn luyện viên Ngọc Huyền. Các huấn luyện viên của chúng ta đẹp quá. Đầu tiên thì xin được chia sẻ đôi lời với anh Kim Tử Long, vì chúng ta đang đứng đối diện nhau, mắt nhìn mắt. Ngày hôm nay thì xem ra bộ trang phục của em với anh thì có vẻ đồng điệu hơn cả. Em không cảm thấy lạc lõng lắm. Còn hai bộ trang phục còn lại của chị Thoại Mỹ với chị Ngọc Huyền thì quá đẹp. Đẹp ơi là đẹp, đẹp đến mức mà Vân đang nghĩ mình đang coi thời trang áo dài. Quý vị có thấy là các huấn luyện viên của chúng ta ngày hôm nay có đẹp không ạ? Cảm ơn Ốc rất là nhiều. Thật sự là các anh chị đẹp lắm. Cái đẹp này nó không chỉ đến từ những bộ trang phục mà những người thực hiện chương trình chuẩn bị cho các anh chị đâu, mà cái đẹp này nó đến từ cái thần thái, từ cái khí sắc được toát ra xung quanh các anh chị. Đêm nay là đêm Giáng sinh, một đêm rất là đặc biệt, và chúng ta lại đang bắt đầu một vòng thi cũng khá là gay cấn nữa. Không biết là cảm xúc của các anh chị trong đêm nay như thế nào ạ? Cái vòng này đó, yeah, thì thật sự là chị Huyền không muốn có trong chương trình, bởi vì phải đành lòng chia tay 6 cái giọng hát mà mình đã yêu thích chọn lựa từ suốt đầu chương trình cho tới bây giờ. Chính vì vậy mà không biết nói cái lời gì hơn chia sẻ với Ốc Thanh Vân cũng như tất cả quý vị và cùng với thí sinh thương yêu của mình. Các bạn ơi, trong cuộc thi này các bạn hãy ráng đi, ráng hết sức mình lên đi. Và các bạn đã tự hào là các bạn đã được đứng trên cái sân chơi của Danh Ca Vọng Cổ. Anh thấy không có gì mà khó nữa, anh khó xử đó. Dạ. Anh thấy là anh góp ý em là nếu mà như cái vòng này 12 người mà em loại 6 người đúng không? Dạ. 6 người đó mà em cảm thấy rằng là em tiếc nuối thì có gì đâu, mai mốt em đi hát ở đâu em dẫn 6 người đi theo em. Chị nói là anh ơi, là anh sẽ làm như vậy đúng không anh? Không có tỏa sáng được trong cái chương trình Danh Ca Vọng Cổ, mình sẽ tỏa sáng được trên sân khấu. Mà sân khấu là em hát cái đứng xung quanh 6 người hợp ca với em. Trời ơi, coi nó hay thiệt là hay. Chị thấy ý kiến của anh Long cũng đúng rồi. Thật ra trong cuộc chơi thì lúc nào cũng phải có thắng có thua. Cũng như là chị Quyền nói khi nãy là các bạn đã nỗ lực, đã hết sức của mình rồi, nhưng mà cái gì đến thì phải đến. Dù các em có dừng chân nhưng mà các anh chị cũng luôn hướng theo các em để dìu dắt các em, để các em được đứng trên sân khấu để phát triển cái tài năng của mình thêm nữa. Đội anh Long ơi, chị Quyền thì chị Quyền chắc chắn là chưa có một cái công ty riêng giống như là công ty giải trí Kim Tử Long, cho nên các em cứ đi theo anh Long nha. Chị Quyền giao hết các em qua anh Long để anh Long lo show cho các rồi, em. Rồi xong. Có như là đội nào bỏ cứ đưa đây hết cho tôi. Đó rồi tôi cảm ơn anh yêu. I love you. Dạ yêu luôn rồi đó hả? I love you là gì vậy? Dạ I love you là em yêu anh đó. Bắn tim. Bắn tim. Yes, okay. Very good. Vậy thôi, tôi biết nói vậy thôi à. Còn em thả tim. Thả tim nha.
vị thấy là các giám khảo, các huấn luyện viên của chương trình có đáng yêu không ạ? Họ thực sự là những người vô cùng gần gũi, thân thiện. Và chính cái sự đáng yêu này làm cho các thí sinh cảm thấy họ thực sự rất là may mắn khi được đến với sân chơi này, được nhận sự hướng dẫn của các anh chị một cách rất là tự nhiên, thoải mái, và họ sẽ bớt đi được những cái áp lực căng thẳng. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ khép lại phần trò chuyện với các vị huấn luyện viên ở đây, và chúng ta sẽ cùng chào đón một cặp đôi xuất hiện trên sân khấu bây giờ. Chúng ta sẽ cùng chào đón cặp đôi thí sinh Bùi Trung Đẳng và Trần Thị Thu Vân. Đây là hai hạt giống rất mạnh của đội huấn luyện viên Thoại Mỹ. Khi mà nhận cái trích đoạn cải lương này thì nó ngắn, nhưng mà phải nói là hai cái vai diễn rất là nội tâm, cho nên là phải làm sao để diễn hết cái nội tâm ở trong cái bài hát này để khán giả cũng như là mọi người hiểu. Thật ra thì biết được bạn diễn chung với mình đó là cũng một người bạn đã, cũng trước kia thì cũng có hát chung nhiều bài, cũng diễn chung nhiều tuồng, thấy hai giọng cũng hợp nên là cũng an tâm. Khi hát chung với bạn diễn là anh Bùi Trung Đẳng thì Thu Vân nghĩ nó là một cái động lực để cho mình hoàn thành cái tiết mục của mình nó tốt hơn. Mà hai giọng ca này Thoại Mỹ thấy là rất hòa hợp với nhau, cũng cân tài cân sắc, cho nên là Thoại Mỹ muốn hai bạn này phải đối thủ để bạn này đẩy bạn kia đẩy bạn này, rất là hòa quyện với nhau. Thoại Mỹ muốn chọn cái lớp nó có diễn một chút, nó có kịch tính một chút để cho hai bạn phát huy được cái tài năng của mình để tỏa sáng. Theo cái phần tự tin về cái phần trích đoạn của mình thì giờ mình cũng tự tin khoảng 90%. Thi mà, trước cũng thi mà sau cũng thi, cho nên là tự tin là lúc nào cũng 100%. Ngàn năm thương hoài một bóng hình ai, tình đã khơi rồi nhưng khó nhạt phai, qua thăm rồi có khi tàn, ngăn cách rồi cũng sum vầy, như mây bay hoài ngàn năm. Anh Lam Sinh, cô còn đến đây làm gì? Em đến để chứng kiến chỗ của em đã có người thay thế. Cô đã phụ tôi mà còn nói giọng ghen à? Anh, tôi được cô yêu nhiều đến thế sao? Anh cho là em không có quyền nói như vậy hay sao? Tôi đâu dám cho kẻ có rất nhiều quyền như cô là không có quyền chứ. Nhất là sau khi cô đã cho tôi thấy cái quyền làm bà kỹ sư. Xin cô thứ lỗi, vì trí óc của tôi nó nghèo quá nên tôi không thể nhớ hết các thứ quyền của cô mà cô phô trương cùng một lúc. Anh hãy nguyền rủa em thật nhiều nữa đi. Anh cứ chửi mắng em là phường bạc bẽo, lộng tình duyên mới giữa khuôn vàng. Nhưng em xin anh, em xin anh hãy dành cho em chút lòng thương cảm. Nghe thấy lời em cất tiếng gian, đêm qua như cạn dòng dư lệ. Em khóc tình ta sớm giờ.
Còn khóc chi em, thôi buồn chi em. Dù có thương đau thì cũng xa rồi. Ngày nào ta mơ chung đôi, ngờ đâu nay chia hai nơi. Vui buồn ai biết trong đời. Đừng trách nghe anh xin hiểu cho em. Tình trải ngang nên mình lỡ duyên tình. Thì thôi anh quên chuyện xưa cho em cho anh. Để một người lấy tiền. Lâm Sinh, tôi không ngờ cô lại dùng tiền để hối lộ tình tôi. Không phải đâu anh à. Anh, cô hãy đem đồng tiền này về đi. Lâm Sinh, về đi. Lâm Sinh, nói chi thêm phút chia ly lòng ta. Tình tôi em bước sang ngang, cánh hoa đào sớm phai màu, rơi rụng bên hiên. Đã lỡ câu hẹn ước, cánh chim bạc gió thôi ra. Tình cạn nghĩa thì đồng tiền của cô chỉ là rác bấn công thôi. Nó chỉ làm cho tôi xót tuổi đau lòng. Có phải chăng cô muốn bỏ tiền ra để mà mua lấy sự bình? Cầm bán cho cô sự hờn quan trách phiền.
về vĩnh biệt kể từ đây. Còn luyến lưu làm chi, còn vấn vương làm gì, ai thật lòng yêu ai đến bây giờ thì đã biết. Chuyện tình đôi ta em hãy xem là huyền thoại. Anh hiểu giùm em, kia dĩ vãng mùa thương, vương đẹp như giấc mơ trên trời bao. Nào ngờ hôm nay định mệnh chia rẽ đôi ta. Thôi vĩnh biệt thiên thu. Anh Lâm Sư, cô về đi. Cô về đi. Cẩm Dung, anh yêu em. Cảm ơn các bạn, cảm ơn Bùi Trung Đặng, cảm ơn Thu Vân. Xin mời các huấn luyện viên chia sẻ đôi lời về tiết mục này ạ. Xin mời chị Ngọc Quyền. Em nói trước hả? Lần nào anh Long cũng bắt chị nói trước hết ốc ơi. Anh dễ thương dễ sợ luôn á. Em cảm ơn anh. Nói chung đó thì chị chúc mừng hai em đã làm tròn cái tác phẩm này. Chị khoái nhất đó là huấn luyện viên Thoại Mỹ để cái bài Lý Mỹ Trà vô đúng tâm trạng, và chị đã vỗ tay cho Trung Đẳng đã diễn rất hay cái lớp đó, khen em. Chỉ có một cái là làm sao khi mà mình khóc đó, tiết chế như thế nào để giọng ca mình đừng có bị đuối đi. Còn Thu Vân thì rất là đẹp, nhưng có một cái điều, hát gì hát, truyền đạt tình cảm cách mấy, Thu Vân nhớ giùm chị là rõ lời. Chỉ có cái đó thôi. Chứ giọng của em thì rất tiếc là em không phải là đội của chị. Thôi nãy giờ chị thế Trung Đẳng nói lại cái câu mà em bước xuống rồi. Chị yêu em. Bây giờ như nè, anh không có bàn cãi về vấn đề diễn xuất, vì đây là cái dòng song đấu tranh tài, điểm chủ yếu là giọng hát. Ngày hôm nay Bùi Trung Đẳng và Thu Vân, hai thí sinh mà tôi rất là muốn về đội tôi, hai giọng ca đầy nội lực, truyền cảm. Nhưng ở đây em có hơi là tự tin khi em vô giọng cổ, vì thế cho nên em vừa dứt nhạc là em bắn câu giọng cổ vô liền. Em chưa có định hình kịp, thành thử ra cái khi xuống nó hơi chinh chút xíu thôi, một gem nhỏ xíu thôi. Nhưng nói gì thì nói, hai em cũng đã làm tốt cái nhân vật của hai em đã thể hiện. Mặc dù là những ngày tập các em quá hay luôn, nhưng hôm nay Đẳng có bị trục trặc chút xíu trong cái lúc vô cầm cổ, nhưng mà phần thể hiện tâm lý thì hai em đã hát rất là tốt, hòa quyện với lại cái diễn xuất và cái câu ca của mình. Chúc mừng hai em. Không sao, nội lực vẫn còn mạnh lắm, yên tâm. Thưa quý vị khán giả, tiếp theo chúng ta sẽ cùng gặp gỡ cặp đôi thí sinh Thùy Trang và Tạ Công Thành. Có lẽ đây cũng sẽ là một tiết mục khá là đặc biệt đây, bởi vì Thùy Trang là một thí sinh miền Nam, còn Tạ Công Thành thì là một thí sinh là người Bắc, và họ sẽ hòa quyện với nhau trong một tiết mục nói về miền quê, một miền quê ở miền Tây Nam Bộ. Hy vọng là tiết mục này sẽ chiếm được cảm tình từ quý vị khán giả. Chúng ta sẽ cùng đến với tiết mục Về Quê Ngoại với phần trình diễn của Thùy Trang và Công Thành. Trong dòng này thì chị Huyền đã chọn cho Trang và anh Thành bài hát là Về Quê Ngoại. Thì mình thấy rằng là cái bài này cũng dễ thương, mình nghĩ là mình có thể thể hiện tốt cái bài này. Theo cái cách dàn dựng để minh họa cho cái tác phẩm của mình, mình thấy nó dễ thương lắm. Và đặc biệt điều quan trọng ở đây mà khi hai anh em tập thời gian rất là ít, nhưng mà anh Thành có chú ý tới bạn diễn và anh cũng
đem kinh nghiệm của mình, những gì mình có và mình đã chia sẻ được với người bạn diễn của mình, đặc biệt anh rất là nương người bạn diễn. Theo Trang nghĩ, anh Thành là một người rất là dễ gần gũi và sống hết mình với nghề, đặc biệt là có nhiều là móc ruột móc gan là chỉ dạy cho em hết. Cái vòng 2 này thì chị Huyền lại muốn là cả hai đều phải hát bằng tiếng miền Nam, cho nên nó cũng có một cái gì đó là cũng là một thử thách đối với mình. Ở Trang được cái là rất là nhiệt tình. Sau mỗi cái lần tập với nhau thì mình thấy là ở Trang những cái sự tiến bộ. Anh, trời ơi, anh đi lẹ lẹ đi, còn có chút xíu đó là tới nhà ngoại rồi. Trời ơi, đàn ông con trai gì đâu mà chậm quá à. Em, quê em gì đâu á mà cái đường đê thì có chút xíu, mấy cây cầu tre thì cây nào cũng lắc lẻo, gập ghềnh, khó đi tới mộ. Mà em cứ nhận anh hoài à. Thôi mà, đừng có than thở nữa, gần tới nhà ngoại rồi. Hả? Gần cái nhà ngoại rồi hả? Dạ, qua có một cây cầu nữa là tới nhà ngoại rồi. Trời mà. Trời ơi, lại nữa hả? Thôi mà, đứng dậy đi nè. Xin mời anh đi về miền quê xa lắm lơn, nơi quê hương em có hàng dừa xanh, có ngàn câu hò thắm tình dân tộc. Anh xin cùng em đi về quê ngoài một lần thôi, nơi em chào đợi ngoài ru bụi ngùi, bao năm vất vả mưa nắng ngược xuôi. Ôi vui làm sao, kỷ niệm êm đềm của tuổi thơ, anh mơ từng mùa cơn gió dập dìu, ru em giấc ngủ thiêm thiếp vào mơ. Thì ra em được lớn lên trong vòng tay và lời ru ngọt ngào của ngoại. Dạ đúng rồi đó anh, cũng chính vì vậy mà em thương ngoại của em nhất đó. Thiệt không? Dạ thiệt. Ôi lời ru chưa chan lòng chung thủy, gói trọn yêu thương đi suốt một đời người. Dù lắm gian nan mắt ngoại vẫn tươi cười, mấy năm rồi không về thăm quê cũ, chắc ngoại đã già, mái tóc đã pha sương. Đi giữa màu xanh ruộng lúa có dài chén đường như đón đời, kỷ niệm cho em một
niềm vui phơi phới quê ngoài đây rồi, thương biết mấy người ơi. Anh, mình đi tiếp nha. Em. Dạ. Còn xa không em? Có một cây cầu nữa là tới rồi. Một cây cầu nữa. Đi đi với em nha. Đó, qua cây cầu này nè, anh đi được không? Trời ơi, vừa rồi á, mấy cây cầu á còn bự hơn. Thôi rồi, để anh đi trước nha. Được không? Được luôn. Đây là quê hương em, một dòng sông xanh nước chảy êm đềm. Đây là nhịp cầu tre nối liền hai thôn xóm nắng chiều mưa. Hôm nay em về dùng lại hàng cao, tháng năm dài dầu cằn cỗi già nua, cho em sống lại tuổi thơ ban đầu. Đứa nào á? Đứa nào mà ồn ào lấp ló ngoài cổng vậy bay? Dạ con nè ngoại ơi, con về tới rồi ngoại. Ngoại Trang nè hả? Dạ. Trời ơi, bay đó nha, lâu dữ bay mới về phải thăm ngoại. Ngoại nhớ bay quá chừng luôn á. Con cũng nhớ ngoại lắm ngoại ơi. Dạ dạ. Đâu, con chào ngoại. Ngoại. Đứa nào vậy bay? Dạ bạn con. Hả? Bạn trai của con phải không? Dạ phải ngoại. Ngoại thì ngoại hỏi vậy thôi. Dạ. Ngoại nhìn là ngoại biết hết trơn rồi. Dạ. Thôi mà nè. Dạ. Hai đứa đi đường xa chắc là chưa ăn cái gì hết phải không? Dạ chưa. Dạ ơi, con cái bụng con nó kêu rột rột nè ngoại. Biết mà. Thôi đây nè, bây giờ á, hai đứa đi vô nhà rửa tay rửa mặt rồi nghỉ ngơi, hay là đi ra sau vườn chơi để ngoại vô ngoại nấu cái gì cho hai đứa ăn. Dạ, dạ, dạ. Con cảm ơn ngoại. Mà bữa nay nha, đặc biệt nha, ngoại nấu một món là ngoại biết con thích lắm á. Món con thích? Món gì vậy ngoại? Món gì ngoại? Canh chua cá rô đồng. Quá ngon ngoại. Món này ngoại con thích quá trời luôn ngoại. Rồi, dạ. Có hai đứa chờ ngoại đi, ngoại nấu nhanh lắm. Dạ. Nha. Dạ, ngoại dạ, chút dạ. Nha. Dạ. Thằng coi cũng được quá bay. Dạ. Anh. Anh Thành. Ngoại khen anh đó. Anh biết mà. Nè. Anh biết là ngoại sẽ thích anh rồi mà. Tự tin dữ. Em nè. Hôm nay em về vuông lại hàng cao, tháng năm dài dầu cằn cỗi già nua, cho em sống lại tuổi thơ ban đầu. Đã mất từ tóc trắng áo nâu non ngoài vùng gốc cao. Và cây măng cầu áo cũng soi bóng la đà. Làm lưng ngoại gồng thêm. Ngoại vuốt đầu
rồi kẻ mắng yêu. Sao lâu quá không về để ngoài buồn ngoài lầy. Hàng xo đũa sao hè cây nở rộ trắng, còn thèm canh chua nấu với cá rô đồng. Đói bụng quá à. Em nè. Dạ. Anh nói câu này nhưng mà em không có được cười anh nha. Cái gì vậy anh? Tự nhiên hôm nay theo em về quê ngoại, anh lại muốn ở đây luôn em à. Thiệt không đó? Thiệt mà. Ôi quê hương đời người ai cũng có, mất hay còn gì bởi nhớ hay quên. Nơi đây vẫn còn giữ vẹn tuổi thơ, mà năm tháng tưởng chừng như đã mất. Trong mọi ngọn rau, trong từng thớ đất, trái bếp sau hè, trong nhiệt dòng đông đưa. Và trong tiếng ru hồi của ngoài khẽ ru em cuộc hát năm nào. Tình mơ gà rổ tứ bề, ngoài gom xác lá đem về gốc cây. Con cảm ơn ngoại ha. Con cảm ơn ngoại. À, ngoại, ngoại ai đây? À, cô dạ, Kim ngoại Chi em. Ngoại thiệt luôn hả? Dạ không. Dạ, cô trợ diễn với em. Con cảm ơn phần phụ diễn khá đặc biệt của cô Kim Chi đã giúp cho hai em trong đội của con đã làm hoàn thành cái tác phẩm này. Con cảm ơn cô Kim Chi rất nhiều ạ. À, cảm ơn cô ạ. À, con yêu ngoại lắm ngoại ơi. Chúc nhớ nấu canh chua cá rô đồng cho con ăn nữa nha. Tiết mục này của hai bạn nhận được rất là nhiều sự cổ vũ từ quý vị khán giả. Và bây giờ sẽ là những lời chia sẻ từ các vị huấn luyện viên nhé. Trước khi lắng nghe lời từ chị Ngọc Huyền thì chúng ta sẽ cùng thôi chắc chị Thoại Mỹ đi. Thoại Mỹ trước đi, anh Kim Tử Long trông căng quá. Xin lỗi chị ạ. À, dễ thương quá à. Hai em thiệt là hồn nhiên. Dễ thương sao đâu, không biết nói sao luôn nữa. Cảm ơn chị Mỹ, em cảm ơn liền dùm chị. Dạ, cảm ơn chị. Chị Huyền đã dàn dựng cho mấy em một bài tân cổ rất là dễ thương. Trang thì cái giọng thì khỏi nói rồi, rất là trong trẻo, rất là cao vút. Rồi lại hồn nhiên trong sáng ra sân khấu rất là tươi. Công Thành cũng vậy. Mặc dù là nói thì giọng còn hơi bắt, nhưng khi ca thì ca cũng rất là ngọt ngào. Nói chung là hai em đã cho chị Mỹ cũng như là tất cả mọi người ở đây một tiết mục hay. Chị rất là dạ, vui. Dạ, cảm ơn chị. Nói chung là dễ thương đúng không? Cặp này cũng xứng à. Công Thành thì anh đã nghe em ca rất nhiều rồi. Dạ. Yeah. Nhưng mà ngày hôm nay phải nói là em nội lực em rất khỏe. Em ca bắn lên tới dây xuống chín chữ. Quan trọng là em diễn rất là có duyên. Một người Bắc mà nói tiếng Nam để mà diễn như vậy phải nói là phải khích lệ. Trong chương trình của chúng ta, tất cả mọi miền đất nước đều có thể tham gia. Anh rất rất là hoan nghênh. Và trong đó có em. Dạ. Yeah. Hãy cố gắng lên. Còn Trang thì khỏi nói, nhân tố rất là khá nặng ký của chị Ngọc Quyền. Vì em rất là dễ thương, nhí nhảnh, hồn nhiên. Và em dẫn dắt Công Thành hai người nghĩa là hòa quyện với nhau rất tốt. Dạ. Ngọc Quyền cảm ơn hai em rất là nhiều. Bởi vì hôm nay các em đã hoàn thành xuất sắc với cái tiết mục của mình. Đặc biệt là Trang, em hát tới dây, em hát tròn chữ mà lại đúng nhịp, đúng cái tình cảm. Không có chỗ nào mà chị Huyền có thể gọi là bắt bẻ em, bởi vì chị Huyền rất là khó tánh, đúng không ạ?
Nhưng mà cho anh ngắt lời em đó nha. Dạ. Anh phải khen em là em dựng bài này cái đoạn mà từ câu 2 mà qua câu 5 để vô giọng cổ đó. Cho em sống lại tuổi thơ ban đầu. Đứa nào á? Đứa nào mà ồn ào? Hôm nay em về vun lại hàng cao, tháng năm dài dầu cằn cuối già nua. Anh khen em dựng cái đó đó. Dạ em cảm rất ơn anh. Rất là hợp lý. Dạ cảm ơn anh. Bỏ lửng cái câu ao để bà ngoại ra. Dạ. Rồi bà ngoại ra diễn với hai cháu. Rồi công thành vuốt lại nhạc nhẹ nhàng lả lướt để cho Trang ao nhạc công thành vô giọng cổ. Dạ. Chỗ đó là anh khích lệ quá hay. Cảm ơn anh. Trời ơi hôm nay nghe nó sướng gì đâu á. Tôi phải học hỏi Ngọc Quyền cái này em. Tại vì tôi chưa anh làm cái này. À mà Ngọc Quyền làm cái này thì tôi khen Ngọc Quyền. Trời anh ơi anh làm tối nay em mất ngủ. Mọi khi đó em làm việc mệt quá em ngủ ngon lắm mà kiểu này tương tư ảnh chắc mất ngủ à các em à. Không sao, chị mất ngủ là ảnh sẽ tặng chị thuốc an thần loại nhẹ đó. Nhưng mà phải nói rằng là anh Long khen công thành khá nhiều. Nhưng mà bữa diễn này nè, công thành chỉ hát được 80% thôi. Cái ngày hôm qua tập đó hả, em xuống câu giọng cổ 100% lận. Nhưng cái diễn ngày hôm nay thì quá ư là duyên dáng. Và chị Mỹ có nói đúng, cái phát âm của em vẫn còn hơi một chút xíu âm Bắc. Nhưng mà em hát là không có một line chữ âm Bắc nào hết trong đó. Mà lúc mà thoại đó có hơi cái âm Bắc chị lại thấy nó dễ thương. Chứ nó lại không có phải là làm cho người ta khó chịu cái vỗ tay. Chúc mừng em đã làm hãnh diện cho chị Quyền tiết mục này. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng chào đón hai thành viên của đội huấn luyện viên Kim Tử Long. Đó chính là hai bạn Hồ Cát Trắng và Trần Thị Ni. Chúc các bạn sẽ thi thật tốt nha. Cát Trắng và Hằng Ni may mắn được nghệ sĩ Kim Tử Long sau khi mà nghe qua cái chất giọng thì đã chọn ra được bài hát của cố nghệ sĩ Viễn Châu. Đó là bài ca cổ tân cổ Giọt Máu Chung Tình. Thật ra thì nói anh Trắng thì cũng có đóng vai cổ trang rồi, nhưng mà còn Hằng Ni thì chưa bao giờ. Cho nên cảm thấy rất là hồi hộp, nhưng mà phải cố gắng. Mà cũng thích cái thể loại này lắm. Đã thích vặn áo vua chúa đội mẫu rồi. Này nó rất là thích. Thật sự sau khi nhận bài của anh Kim Tử Long thì cảm thấy rất là áp lực. Bởi vì mình không phải, thứ nhất mình không phải là diễn viên chuyên nghiệp rồi. Cái thể loại cổ trang nó đòi hỏi phải khó hơn rất là nhiều so với cái thể loại xã hội. Về cách hát cũng như là cách diễn, đòi hỏi phải có vũ đạo nữa mới đảm nhiệm nổi, thể hiện một cái nhân vật Võ Đông Sơn. Nhưng mà thật sự đối với cái bài đó thì rất là thấy khó. Tại vì thường thường á, những cái bài hát buồn, khổ, đau này nọ đưa hát được chân á. Mà còn cái bài mà bắn lên như vậy không, khó hát quá, khó lên thiệt. Thật sự là rất là khó lên, lên câu giọng cổ rất là. Thật ra được học hỏi rất là nhiều từ anh Kim Tử Long, cũng như là cái cách giải nghĩa, giống như cái đoạn đó mình phải hát như thế nào, tại sao đoạn đó mình phải rẽ chữ, tại sao mình phải nhấn nhá ra chỗ đó, anh Long chỉ rất là kỹ. Phải nói là Trắng và Ni rất cảm thấy rất là may mắn khi mà được về đội của anh Kim Tử Long và được sự hướng dẫn nhiệt tình của anh, cũng như là rất là tận tâm, thì mình cảm thấy rất là tự tin. Khói mờ xa trường, quê hương lầm than binh lửa. Chí hùng tung hoành, thân trai chẳng màng tự sinh. Fuck!
trùng xa tung gió câu tiếng quân hò reo. Nơi muôi đang làng tên có mấy ai quay trở về vì câu giao ước xin gửi bạn tình. Dòng chinh chiến nên giọt máu hồng nhuộm thắm bài Trường Sa. Những tôn bụi tương phùng đứt dây cuộc đua qua cho nghĩa trăm năm vẹn vẻ nguyện. Ai có ngờ duyên mới trao duyên thì giấc mong tình đã thành thiên lệ sơn. Tỉnh lại sẽ chia lìa đôi ngả. Anh về từ đâu sao không nghe gió ngựa đứng lặng bên thềm lá giá lấy sâu tuôn ngựa. Gió lặng. Gió trong đêm
giả gái gian như báo hiệu bình minh đã trở lại. Em ơi tuy hoa xa trường quân mà tiêu, cô lại chinh chiến kỷ nhân hồi. Bạch Thu Hà, Bạch Thu Hà, vô xin dẫn đi. Âm dương ngăn cách đôi mình, giọt máu chung tình em còn nhớ không em? Bạch Thu Hà, vô lòng. Cảm ơn hai bạn Hồ Cát Trắng và Trần Thị Ni. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe những lời chia sẻ từ các vị huấn luyện viên ạ. Xin mời anh Kim Tử Long ạ. Xin mời hai cô trước. Xin mời chị Thái Mỹ ạ. Một tiết mục rất là hoành tráng. Hai em phải cảm ơn anh Long nha. Đã đầu tư rồi dàn dựng một tiết mục rất là hoành tráng cho hai em. Về phần biểu diễn của hai em, Trần Thị Ni, em thì có giọng ca trong, nhưng mà mình đã vào tới đây rồi, có huấn luyện viên rồi, thì mình phải có cảm xúc một chút xíu, phải có diễn chút xíu. Em mới bước ra, em đứng đó, chị Mỹ ngỡ ngàng, chị Mỹ hỏi anh Long, ủa sao mặt kỳ vậy? Không có một cái miếng hồn gì hết trơn á. Còn Hồ Cát Trắng thì em diễn rất là tốt, rất là dễ thương. Mặc dù là bữa nay hình như là Hồ Cát Trắng, cái giọng ca của em nó không có tỏa bằng đợt rồi. Chúc mừng hai cảm em. Cảm ơn chị Thái Mỹ. Xin mời chị Ngọc Huyền ạ. Tại sao mà chị Huyền yêu anh Long? Thú thật với các em, bởi vì không phải ngoài cái tài là một nghệ sĩ giỏi của anh, mà anh có cái tâm. Anh đã để dồn hết tâm trí vào cho hai em một cái tiết mục hoành tráng. Các em phải cảm ơn anh Long bởi vì đã cho em một cái tác phẩm rất là đẹp. Đi tiếp vào vòng trong hay không thì đây cũng là một kỷ niệm đẹp đối với huấn luyện viên của mình. Và bây giờ sẽ là những lời chia sẻ từ anh Kim Tử Long ạ. Anh rất là thông cảm với lại bà mẹ hai con. Nói để cho hai huấn luyện viên tả hữu của tôi Thông cảm cho Ni. Một bà mẹ hai con lên đây tập rồi phải kiếm tiền để gửi tiền về cho mẹ, để mẹ lo cho hai đứa con. Vì thế cho nên em có những khuyết điểm về biểu diễn, anh không hề phiền trách hay không hề phê bình em về vấn đề diễn xuất. Trong vòng này anh chưa chấm về diễn, anh chú ý tới ca trước đã. Vì vậy cho nên em hôm nay em ca tròn trịa, không bị chinh, không bị rớt nhịp. Đó là một điều anh rất là khen ngợi em. Chỉ một điều, cái đầu vô là em hơi bị loạn choạng cái nhạc thôi, nhưng mà không sao. Còn về Trắng, hôm nay anh rất tự hào về em, vì em đã múa đánh trong cái màn đầu rất là đẹp, đẹp lắm. Không phải một người nghệ sĩ chuyên nghiệp nào cũng có thể múa được như em, luôn cả anh. Rất khen ngợi em về vũ đạo. Còn về ca, đúng như chị Mỹ nói là hôm nay em ca không có được khỏe như những lúc mà em thi vào cái top mà lập đội. Và những lúc em tập em vẫn khỏe hơn bây giờ. Chắc có lẽ là anh nghĩ rằng lúc tập không có bận bộ đồ giáp vô. Nhưng mà khi ra diễn em bận bộ đồ giáp vô, cái bộ đồ giáp đó vừa nặng, nó vừa áp lực, nó vừa siết. Thành thử ra em có hơi bị mệt một chút, nhưng mà không sao. Quan trọng là em xuống dòng cổ không bị chinh là thành công rồi. Chúc mừng Trắng và Nhi. Cảm ơn các bạn, chúc mừng hai bạn nhé. Thưa quý vị khán giả, Văn Úc và Minh Dương là hai thành viên trong đội của huấn luyện viên Ngọc Huyền. Hai bạn có một cuộc sống ngoài đời khá là vất vả. Một người thì làm công việc bán bún riêu, một người thì bán kẹo kéo. Họ phải rong ruổi trên những nẻo đường với
nhiều sự cơ cực nhưng vẫn không quên nuôi dưỡng cho mình ước mơ nghệ thuật, và được đứng trên sân khấu này là ước mơ từ nhỏ của hai bạn. Huấn luyện viên Ngọc Huyền rất là đồng cảm với hoàn cảnh hai thành viên trong đội của mình, cho nên chị quyết định là viết tặng cho hai bạn một bài hát có tên là Số Phận Mãi Mãi Là Số Phận. Bây giờ thì xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng chiêm nghiệm về số phận, về cuộc đời qua cách nhìn của huấn luyện viên Ngọc Huyền với tiết mục dự thi của hai bạn Văn Úc và Minh Dương. Tham gia vào chương trình lần này, mình và Dương đây có một tiết mục mang tên là Số Phận Mãi Là Số Phận. Tiết mục này do chị Ngọc Huyền viết riêng về cuộc đời của Út và Dương. Út thì làm nghề bún riêu, bán bún riêu, còn Dương thì bán kẹo kéo. Út rất cảm ơn sự chân tình của chị Ngọc Huyền. Thì thật sự mà nói thì khi mà chị Ngọc Huyền chị viết cái bài này ra cho mình với anh Út á, thì lúc đó thì mà mình tập tới đâu là cái cảm xúc của mình nó dâng trào tới đó, mình nghĩ là sao mà chị Ngọc Huyền chỉ tài chỉ hay quá đi, chỉ viết ra cái bài mà tao nói mà nó đúng với cái tâm trạng của mình với anh Út mà hiện tại mà đang cuộc sống mưu sinh ở ngoài. Khi mà mình tập á, mình hát tới đâu là nước mắt mình nó rơi tới đó, mình hát tới đâu là nước mắt mình nó rơi tới đó. Thật sự mà nói mình rất là cảm ơn chị Huyền và cảm ơn chị Huyền rất nhiều. Nếu như mà anh Út mà có vào vòng trong mình tới đây thì mình cũng cảm thấy là vui. Nhưng mà phải cố lên. Nếu chiều nay không có anh, ai sẽ đưa em về? Trời sắp đổ cơn mưa, sao em còn đứng đó không nói một lời? Có phải em giận anh? Có phải em giận anh? Đến! Ê mày! Tao giận mày thì có! Nè, thì sao mua bán, sao mày dành cái chỗ sạch hoài vậy mày? Trời ơi, mày đưa cái xe kẹo kéo chưa ngưỡng gì á, chỗ đâu tao bán? Cái chỗ này là chỗ của anh mày, mày phải nhường mới được chứ. Trời, anh Út này lạ nha. Ông bán bún riêu mà ông đòi dành chỗ sạch. Một chút rong rửa chén nước nó văng tùm lum hết, người ta la cho mà coi. Nhưng mà cái chỗ đó là cái chỗ hên, cái chỗ bán đắt, bởi vì tao mới muốn. Thì anh cũng đắt vậy. Đắt cái gì? Ngày nào tao cũng thấy kẹo kéo của mày cũng hết trước bún riêu của tao rồi, đắt cái gì mày? Dĩ nhiên hả? Tại vì khách thích tôi ca mà. À, mà biết đâu á, anh bán đắt á là nhờ khách ghé vào đây nè, mua kẹo kéo của tôi, rồi muốn nghe tôi hát thêm, nên mới ghé vô đi ăn bún riêu của anh thôi nơi. Ê, nghe em. Ý mày nói là cái xe bún riêu của tao là ăn ké tiếng hát kẹo kéo của mày á hả? Chứ làm sao? Trời ơi! Cái thằng lập tàn! Ê, mày tưởng bộ mình đến mày biết hát hả mày? Nghe là cưng! Hò liêu! Liêu 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 liêu! Nếu lưỡi thì có, biết hát không vậy cha? Bởi vì mày không có trình độ văn hóa về nghệ thuật gì hết chứ. Tao cảm âm, tao lấy giọng mày biết chưa? Bây giờ làm thiệt cho mày ớn ốc chơi nào mày, nghe mày. Người ủa sao mày không mời mày đứng chống nạnh mày? Ủa bộ ơi nó hả? Trời ơi mày ơi, anh mày mới hào hứng hát tiếp chứ sao nhớ ơi nha. Dạ. Lặp lại. Dạ. Người ơi ơi, ai mua trăng mà người đem trăng đi bán, chứ người định bán bao nhiêu một anh trăng vàng. Người
ở trần gian hay từng chốn cung hằng. Tôi muốn hỏi người điên hay tình, sao cất tiếng rao hoài để bán một dần trăng. Vừa dần trăng đơn coi trong đêm, buồn nhớ ai trăng rơi trên sông. Cùng sông nước mây trôi lang thang đi tìm người thương. Yeah! Nửa dần trăng em nơi phương xa, nửa nhớ mong anh đang ngóng chờ. Chờ em đến với những nỗi nhớ cho trọn dần trăng. Không nói tuy mình cách xa nhưng lòng anh càng thêm nhớ thương. Càng thêm thương, càng nhớ, càng thương, càng thêm ấp ủ kỷ niệm ngày xưa bên vườn hoa ấy. Ước hẹn ngày mai trên đường tương lai mình sẽ chung đôi. Buồn mà chi, giận mà chi, trách mà chi, tôi hãy quên đi kỷ niệm ngày xưa dù trong gió mưa. Trong báo giông vẫn ngát hương mộ cánh hoa hồng. Trời ơi! Trời ơi! Trời ơi! Hay quá trời đất ơi. Thôi dạ. Mày tới giấu vậy mày. Dạ dạ dạ. Bây giờ muốn điêu cua ế hoài nên có đầy đủ chất canxi. Ê ê ê. Trời ơi, giờ này tao mới phát hiện nha. Sao anh? Trời ơi, cái tướng của mày bảnh toản. Dạ. Đẹp trai. Dạ. Hát hay sao mà đi làm kép hát. Mà đi bán kẹo kéo hoài vậy. Anh biết sao không? Không. Cả nhà em á. Ừ. Ai cũng mời hát ca lương hết trơn á. Hả? Anh kẹo kéo. Phan, để em bán kẹo kéo xong rồi em cải nghề tiếp nha. Dạ. Vô mà lấy hai cây kẹo kéo đi anh. Trời ơi, hay quá, lấy em hai cây luôn anh. Dạ. Nhiêu tiền đây? Dạ, 20, 20 ngàn. Trả tiền đi anh. Em ủng hộ anh tôi tiền như cua cưng đặc biệt, không pha ba khía. Chưa đói anh ơi. Chưa đói rồi, lát qua anh xài. Nhớ chú ủng hộ anh nha. Lát lên. Không có tiền. Rồi thôi bỏ luôn đó, khỏi thối luôn. Dạ, nhớ nha cưng. Dạ dạ. Chú bên khuyến mãi chị thêm miếng trả. Ừ. Sao đâu, kể nghe coi. Cả nhà em á. Ừ. Ai cũng mê hát ca lương hết trơn á. Nhất là ba má của em. Đặt tên con á, toàn là đào hát và kép hát không à. Trời ơi. Và đặc biệt là danh ca đó đó chứ. Trời ơi trời, tao khoái nghệ sĩ nha. Tao khoái nhất là anh Kim Tử Long. Tại vì dạ, tao xin kể. Đẹp trai giống ảnh. Dạ, em xin kể hết. Dạ, thả nhà em cho nghe nha. Rồi kể đâu nghe coi, đâu kể nghe coi. Nghe nha. Ừ, sao? Ừ. Úc trà ôn anh lớn, ừ. Úc bạch lăng hùng cường. Thanh Nga rồi bạch kiếp, thành được đánh diệu hiền. Hủ phước rời Phượng Liên, Minh Phụng đến Mỹ Châu, Lưỡi Thị tới Hồng Nga. Ngọc vào đến bên cạnh, tán tài thanh kim quê. Thành tuôn rồi Chí Tâm, còn tôi là Minh Dương. Mày là Minh Dương chứ đâu phải Minh Vương. Trời ơi trời, bán đây như tao biết tên mày á, mày nói Minh Dương. Tại anh Út không biết nữa chứ. Biết gì? Ở dưới quê em á, anh ta nuôi dê nhiều lắm. Vậy hả? Cái lúc mà đang đi làm giấy khai sinh cho em á. Sao? Cái có cái con dê, nó mới chạy vô bệnh viện. Trời ơi, gỗ quá mày. Cái bà mới thấy vậy, bà mới la. Ê, ừ, dê. Trời ơi, trời ơi, dê. Là đuổi cho cái con dê đi khỏi đó thôi. Thì ha. Ai dè đâu cô y tá con nghe thấy vậy, cô cứ tưởng là vương của em là dê. Ừ. Nên cổ mới ghi xuống là dê. Nên cuối cùng em là dương dê đó anh. Trời ơi, ngộ hết biết á. Tự nhiên có con dê chạy vô bệnh viện rồi sao đặt tên Dương luôn. Dạ, dạ, dạ. Ê, nhà mày sao dạ, dạ, dạ. Anh em mới toàn là tên nghệ sĩ ông ta. Dạ, mà dạ. Nghệ sĩ nổi danh đó chứ, tao phải dạ. Nghệ sĩ nghe. Dạ. Anh chị nào làm đào hát cái bát không? Kể tôi nghe coi. Dạ không. Ủa sao chuyển dây mau vậy? Chỉ có mình em là đam mê nghiệp hát, nhưng không có cơ hội đi học hát anh à. Rồi vì nhà nghèo nên em phải mưu sinh bằng nghề kéo kéo. Những ngày dậy cũng vui và hạnh phúc vì tiếng hát của em cũng làm vui cho khách là qua đường.
cũng khen em, chắc có tiền sẽ làm nghệ sĩ. Em thấy cũng vui vui. Trời ơi nhạc nữa, cha cha chơi bị luôn mày. Có thương thương thôi nghệ đó. Sĩ thì đừng có thương như thương hại đời đó, đó. Và đừng có nghe khi thiên hạ thường dèm pha tôi kiếp xương ca. Người nói đi cho tôi một lời, làm nghề xướng ca tôi không lạc lối. Tôi ơn người phần tâm tôi muốn kiếp dương tơ cho đời vui. Thở ấu thơ em mơ làm nghệ sĩ, giờ ước nguyện cũng là anh kẹo kéo hạt đồng. Trời ơi, ôi Dương ơi, em có một giọng hát ngọt ngào như kẹo kéo. Trời ơi. Ê dạ. Nãy giờ tao nghe mày ca tao có cảm tình đó nghe mày. Dạ, mà dạ. Hoàn cảnh của mày cũng giống hoàn cảnh của tao. Dạ. Nhường cho mày bán chỗ đó đó. Dạ cảm ơn anh. Chia nhau sống ha. Dạ. Thôi bây giờ tao mày hơi nhau nha. Dạ. Bắt tay ra coi được không? Dạ. Đúng rồi. Vậy hả? Em thấy á, anh em mình song ca ngẫu hứng. Ừ. Nghe cũng được quá đó anh Úc. Kiếm ăn được ha. Dạ. Nghe tao nghe nói đài truyền hình có tổ chức chương trình giống tổ. Dạ. Mấy anh mày á tham gia đăng ký chơi không? Thiệt anh? Ừ. Rồi lỡ mà nông được vô vòng trong thì sao? À. Ơi có gì đâu. Cái chuyện đó thì để ông trời tính. Cảm ơn huấn luyện viên Ngọc Huyền và đã đem đến một tiết mục quá là dễ thương cho Văn Úc và Minh Dương. Thật sự là tiết mục này của anh và Dương á, nó đặc biệt là vì không chỉ làm cho mọi người cười nhưng mà cay lắm. Vì thấy thương cho những ai mà trót đam mê nghệ thuật, trót mê cải lương, mê giọng cổ và ước mong mình được trở thành một người nghệ sĩ cải lương chân chính. Nhưng mà vì còn rất là nhiều những cái khó khăn cho nên là đôi khi chúng ta vẫn nuôi dưỡng cái ước mơ của mình, đúng không ạ? Và mình cứ tiếp tục lạc quan, cố gắng. Xin được chúc mừng anh Văn Úc và chúc mừng Minh Dương. Trước khi lắng nghe những lời chia sẻ từ huấn luyện viên Ngọc Huyền, không biết là chị cũng đang rất là xúc động vì đây là món quà đặc biệt chị viết tặng cho hai thành viên của đội mình mà. Thì chúng ta sẽ lắng nghe lời chia sẻ từ anh Kim Tử Long và chị Thoại Mỹ ạ. Úc. Dạ. Phải nói là Úc có hát đoạn nào không? Dạ không, em quần chúng đi lên. Đó. Quần chúng đi lên mà hát duyên dáng mà lanh quá. Duyên dáng quá. Dạ. Biết được nghĩa là giống như là quăng bắt ở trên sân khấu. Mặc dù rằng Dương thì có hơi nhút nhát nhưng mà ngược lại là anh Úc thì ảnh quá sức là ảnh nắm bắt trên sân khấu, ảnh lướt hết những cái gì mà em đang bị giống như bị hơi khốp, ảnh lướt cho em hết. Thành thử là cái tiết mục này là đã được điểm 10 rồi. Quan trọng là ai đi tiếp, ai ở lại mà thôi. Vì đối với Kim Tử Long, Úc hay Dương gì đều xứng đáng hết. Hai người đều có một cái tố chất riêng, một giọng hát riêng và quan trọng hơn nữa là niềm đam mê. Cảm ơn anh Úc và Dương. Nhưng mà chị Thoại Mỹ à, hai anh ngang tài ngang sức. Đây chắc cũng là một cái khó cho Ngọc Quyền đó nha. Anh Úc rất là duyên dáng, rất là tự tin. Giọng ca của anh Úc cũng rất là ấm, rất là dễ thương. Dương cũng vậy, trong sáng, trẻ trung, giọng ca mượt mà. Thoại Mỹ cảm ơn Ngọc Quyền nha. Ngọc Quyền đã cho hai bạn một cái tiết mục rất là ý nghĩa. Và Thoại Mỹ mong rằng từ những hoàn cảnh này và từ chương trình này, chúng ta sẽ tìm kiếm được những người đam mê nghệ thuật cải lương, sẽ đến gần với cải lương nhiều hơn nữa. Xin chúc mừng hai bạn. Cảm ơn chị Thoại Mỹ. Xin mời chị Ngọc Quyền ạ. Một tiết mục hài, nhưng mà hai bạn làm cho tôi cảm động thật sự. Cảm động thật sự. Bởi vì hai bạn đã vượt qua khỏi hai bạn. Chính cái mà cái đam mê của hai bạn đã tạo nên cái tình yêu mà tôi dành cho hai bạn.
chúng ta chỉ gặp nhau trong khoảng thời gian rất là ngắn ngủi. Chúng ta không thể nào mà để các bạn lột tả được hết cái niềm đam mê, cái tài năng của các bạn dành cho danh ca vọng cổ. Nhưng mà vì tình yêu của các bạn, đặc biệt là Minh Dương, lúc mà chị trao đổi với em nói chị ơi em mê hát thôi, em không biết một dịp nào hết, em chưa từng học một thầy đờn nào hết, mà em đã hát không rớt nhịp, hát giọng cổ rất là ngọt ngào bằng cả cái tình cảm của em. Còn anh Út, từ quần chúng đi lên mà anh hát rất là đẹp, anh Diễm tự làm chủ sân khấu, chính anh đã làm cho cái tình cảm của danh ca vọng cổ sẽ được lớn mãi. Không phải đó là chỉ những nghệ sĩ chuyên nghiệp có thể đứng trên danh ca vọng cổ, mà những người đam mê nghệ thuật, đam mê cái bài vọng cổ này mà có thể đứng trên đây để tự khẳng định mình tôi là danh ca vọng cổ. Cảm ơn hai bạn của tôi. Lần này thì trường Úc, Phan Nhật Úc thì nói là một lời, thì khi diễn cái hoàn cảnh cái lương lần này rất là ấn tượng suốt cuộc đời với Úc. Những cái hình tượng này 12 năm trước giống hệt như vậy, nhưng bây giờ thì ổn định, người ta cho một chỗ ngồi bán. 12 năm trước em đẩy chiếc xe này đúng là hai cái bàn luôn, nhưng mà em để trên mui. Đến một góc đường nào đó em ngồi xuống bán với vợ, bởi vì cái dấu ấn em không thể kềm chế được xúc động rồi đó, cực lắm. Em nói bây giờ không thể nói. Có nghĩa là hồi đó anh Út cũng bán bún riêu hả? Dạ, em bán bún riêu thật sự. Vậy à? Hiện giờ vẫn bán bún riêu. Vậy thì sao cái cuộc thi này, hy vọng rằng là những gì mà anh Út và Dương đã làm ngày hôm nay với sự rèn luyện, huấn luyện của Ngọc Quyền, chắc chắn rằng anh Út và Dương sẽ tỏa sáng hơn. Còn riêng em thì thật sự mà nói, em rất là cảm ơn chị Ngọc Quyền đã viết ra một tác phẩm này cho em và anh Út. Thật sự mà nói, khi mà em về em cầm miếng giấy mà lần đầu tiên em nằm ở trong phòng mà em mới có hát một lần đầu tiên thôi, em chưa từng đọc qua chữ nào mà em mới hát lần đầu tiên thôi là em đã khóc và nước mắt. Em nói em nghĩ là không biết sao mà chị Quyền lại viết ra một bài hát mà nó đúng y như tâm trạng của em với Út đang hiện tại bây giờ. Thật sự em nói em rất là cảm ơn chị Quyền. Và tiếp theo sẽ là hai thành viên của gia đình huấn luyện viên Kim Tử Long, hai bạn Ngô Văn Thật và Ngọc Quyền sẽ mang đến sân khấu của chúng ta bài tân cổ Cho Vừa Lòng Em. Tình cờ vô trong cái chương trình này, hai anh em mới gặp nhau rồi mình được hát chung với nhau, đó là một cái điều rất là may mắn. Ngay từ đầu được anh Kim Tử Long sắp xếp cho em hát với lại anh Thật, cái giọng ca của anh Thật á, mùi và ngọt cũng rất là hài lòng. Có khó khăn một chút là ảnh hơi thụ động một chút xíu, nói chung là hiền lắm, chậm chạp hơn người khác, thì hiền điều là người hợp bác để điện thoại hai anh em cùng tập. Anh Long chút xíu cho Thật thì thể hiện là đúng cái sở trường của Thầm. Từ trước giờ mình hát thì nó giống như những cái khuôn khổ rồi, được huấn luyện viên chỉ cho cách nhấn nhá, nhả chữ, rồi hát sao cho nó rõ lời. Thì anh Long đã chỉ cho Thật hát thêm một cái cách mới. Long đã chọn cho Thật và Quyền trong bài Cho Vừa Lòng Em hai giọng ca mượt mà, mùi mẫn. Phải nói là Quyền có một cái giọng hát rất nhẹ nhàng, bay bổng, không cần phải cố sức. Đến với dòng song đấu này, Kim Tử Long nghĩ rằng Thật không có gì để mất cả, hãy cố gắng tập trung và hát cho thật hay. Nói chung là thật ra thi cái này là mình chưa có cho ai biết hết, gia đình và bạn bè không ai biết hết hết. Tại vì là ngày xưa ba không cho đi hát, ba nói là hát thiếu ca vô lội không có kết quả gì đâu, đừng nên đi. Nếu mà bỏ cuộc chắc không bỏ cuộc rồi, tại vì có cơ hội đứng sân khấu là mình không bao giờ bỏ cuộc.
Con gái, qua đây với mẹ. Anh Thật, em xin lỗi anh, em phải đi rồi. Nhưng một lần nữa, em xin anh cho bé Thảo đi với em nha. Em muốn làm tròn bổn phận một người mẹ. Em tin là chỉ có em mới có thể lo được cho nó, nha anh. Con ra ngoài chờ mẹ một chút nha. Dạ. Anh đưa bé Thảo ra ngoài chờ em một chút.
rằng khóc trắng đêm, rằng chưa xóa đoạn trường, rằng em dần yêu anh cho đến ngày trọn kiếp, nhưng phải nát ruột chia lìa vì hoàn cảnh trái ngang. Em muốn rằng dù em giông phụ thì tôi phải trọn đời thương nhớ. Một đời ôm khổ chịu sầu, trăm cay ngàn đắng cho vừa lòng em. Tôi thề tôi chẳng yêu anh, vì người ta cứ phụ tôi hoài. Bây giờ tôi chẳng còn tin, trong nhân gian có kẻ chung tình. Tôi tình tôi đã ngây thơ, đem tình yêu hiến dâng cho người hết. Bây giờ tôi chẳng còn chi, thôi đành ngoảnh mặt mà đi. Thôi hết rồi em ơi, còn chi nữa. Tôi vẫn trọn yêu mà em đành giống phụ nên tình xưa là nước chảy qua. Chuyện tình yêu như đã đối cùng sầu, tôi ngu dại nên yêu lầm cho cả vợ rồi, còn gì nữa đâu em. Còn đây cả một mối tình, còn dòng nước mắt em dành cho anh. Bây giờ tôi chẳng còn tin, trăm ngàn cô gái có một cô chung tình. Anh xin anh hãy hiểu cho em, anh thật không mong gì được anh tha thứ, em chỉ xin anh nghĩ lại mà thương. Em chỉ là cánh bèo già quá đuôi, thề phó mặc cho dòng đời đưa đầy. Mai sau mình không còn gặp nhau nữa, giây phút chạnh lòng anh cũng nghĩ giận hờn, xin hãy quên đi, giữ lại cho em chút kỷ niệm buồn. Rồi một ngày đông gió lạnh, đơn áo cho chồng, em sẽ nhớ về anh. Trả dấu em chiếc áo ngày xưa, chôn vùi kỷ niệm cho vừa lòng. Anh về gom lại thứ em
cả nghìn trang giấy mộng xanh màu, gom cả áo lạnh ngày xưa em đem ra đốt thành cho tàn, cho người xưa khỏi phân vân khi người đàn áo cho người mới, khi mùa đông lạnh lùng san em khoai. Nhớ chuyện ngày xưa. Cảm ơn diễn viên Nhí dễ thương. Cảm ơn các bạn. Cảm ơn Ngô Văn Thật. Cảm ơn Ngọc Quyền. Các bạn đã đem đến một tiết mục rất là xúc động. Với Thật á, thì Vân nghĩ là bạn đã để lại một ấn tượng rất là sâu đậm trong lòng khán giả, trong lòng Vân cũng như là trong lòng các vị huấn luyện viên. Vì bạn bạn đam mê và bạn làm cho người ta cảm được cái bên trong của bạn lắm. Và cảm ơn hai bạn với tiết mục này. Còn bây giờ sẽ là những lời góp ý, những chia sẻ từ các vị huấn luyện viên ạ. Xin mời chị Thoại Mỹ ạ. Mỹ thật sự là rất xúc động và rất là da diết với lại cái bài hát này. Đây là một bài tân cổ thôi mà đã được anh Long dàn dựng thành là một câu chuyện đời. Một câu chuyện mà đáng để cho chúng ta suy nghĩ. Cái giọng ca của Thật nữa cũng rất là ngọt ngào, rất là truyền cảm. Anh rất là hài lòng với lại bài hát ngày hôm nay. Ngọc Quyền thường ngày tập với anh cái bài nhạc á, em đâu có bị phát âm sai. Mà bữa nay tự nhiên rồi em khóc hay sao mà em lại là khi mùa đông lạnh lùng người ta là sang mà em gọi là sang. Nhưng mà không sao. Hôm nay Thật hát tốt hơn những ngày tập rất nhiều. Anh cảm ơn em. Mặc dù rằng em đang bị một cái chứng bệnh là viêm mũi nặng lắm. Mấy ngày tập là anh rất là lo lắng cho sức khỏe của em. Nhưng mà ngày hôm nay thì tổ nghiệp đã phù hộ cho em. Để cho em được nghĩa là tỏa sáng trong cái bài hát này. Quyền nội lực quá mạnh. Nội lực quá khỏe. Thành thử cái câu vô đó cũng mình cũng chồng. Nhưng mà mình phải chồng làm sao để mà nghe rất là mềm mại và nhẹ nhàng để buông câu xuống thì nó mới là lấy nước mắt khán giả được. Nói tóm lại, hôm nay bài hát này anh rất vừa ý. Cảm ơn hai em. Chúc mừng các bạn. Thưa quý vị khán giả trong vòng lập đội, nếu như quý vị yêu mến nghệ sĩ ưu tú Thoại Mỹ và theo dõi những thành viên của đội chị Thoại Mỹ thì chắc hẳn là quý vị vẫn còn nhớ một cặp đôi, hai bạn rất là thân với nhau đến đây cùng thi chung, đó là Lâm Thanh Cung và Nguyễn Văn Chí. Đây là đôi bạn rất là đặc biệt vì họ tỏa sáng trên sân khấu không phải chỉ vì tình bạn của họ mà còn vì khả năng của chính họ nữa. Và chính vì điều đó cho nên là làm cho đội của chị huấn luyện viên Thoại Mỹ có một điều hơi đặc biệt, phá lệ một chút, đó là có tới 13 thành viên. Ngày hôm nay trong vòng thi đối đầu này thì chị Thoại Mỹ quyết định là sẽ chọn bản sao của nghệ sĩ ưu tú Mỹ Châu để đối đầu cùng với đôi bạn thân của chúng ta, đó chính là Đinh Sơn Tùng. Hãy cùng xem tiết mục được hòa giọng bởi cả ba giọng ca sẽ có điều gì đặc biệt. Chào đón Lâm Thanh Cung, Nguyễn Văn Chí và Đinh Sơn Tùng. Minh Chí thì một thí sinh bị khiếm khuyết một chút. Trước mắt thì Thoại Mỹ sẽ chọn cái vai Trần Hùng trong vở trích đoạn Tìm Lại Cuộc Đời cho Chí. Mình chỉ biết là cố gắng hết sức thôi. Cố gắng cái khả năng của mình để không phụ lòng huấn luyện viên. Ra chào xong rồi cái miệng cười chào xong rồi bắt đầu là quan trọng. Theo dõi mình. Thật sự thì trong cái lớp trích đoạn đó thì Tùng là cũng một cái chất giọng lạ, hợp với cái vai mà đóng chung với mình đó. Thì thật sự là khi mà hai người kết hợp với nhau mình cảm thấy là
suôn sẻ, vui vẻ chứ không có gì mà khác nữa. Nãy giờ Tùng không bao giờ biết diễn, chỉ biết hát thôi. Hôm nay có diễn nữa thì dù khó khăn cách mấy, chị Mỹ cũng rất là bỏ ra biết bao nhiêu công sức để chỉ dạy cho Tùng nhân trí và chị Cung. Chị Mỹ rất là cực, nói chung chị Mỹ cực chung hết tới tất cả anh em, nên Tùng phải dù cỡ nào gì Tùng muốn làm gán cho nó tròn để cho chị Mỹ vui. Mà đặc biệt là ngoài cái ca giống của Nam Mỹ Châu rồi, là cái không phải là em bắt chước, nhưng mà là cái giọng của ca của em nó là như vậy, cho nên là Thoại Mỹ sẽ phát huy sân Tùng. Trước khi bắt đầu lên sân khấu á, xong ca tranh tài này á, Tùng với Chí với Cung là ba người có ước nguyện là gán sao tròn bằng khi của mình cho nó suôn sẻ, cho nó đi ra. Ba anh em cùng một ý nghĩ làm sao cho nó hoàn thành rồi có tiết mục này là rất vui rồi. 1, 2, 3. Yeah. Sáng mà nghe giọng hát của cô Năm hát á, trong lòng nó vui làm sao á. Thấy chưa, công việc có chút xíu đã rồi rồi đó. Xong rồi đó nha. Cô Năm ơi, cô Năm có biết là con mê cái giọng hát của cô Năm dữ lắm không? Giọng hát sao mà dễ thương quá à. Còn nha, con mơ ước một ngày nào đó đó, con được đứng trên sân khấu nè, cô hát giống y như cô Năm vậy đó. Sơn Tùng. Ủa ai vậy? Ta rất mừng con không còn hát nhạc trẻ, con trở về lại với môn nghệ thuật cải lương. Mơ ước của con thành sự thật, con sẽ là Đào Chánh hát trong show Đám Cưới. Trời ơi, bữa nay đi đâu ăn mặc đẹp vậy ta? Đi đám cưới. Con em ăn mặc gì kỳ vậy? Yên tâm, em mới mượn cái áo dài á, đẹp lắm. Ở đây chờ em nha, em vô trong thay đồ nha. Lẹ cái chân chị đợi nghe. Trời ơi, nghe nói đi hát show đám cưới á, Tùng Tăng thấy ớn luôn vậy á. Tội nghiệp, suốt ngày quanh quẩn cái miễu này thấy cũng buồn. Tôi mới buồn nè, người yêu tôi đi lấy vợ, tôi qua bệnh tôi hát gì vậy ta? Hát nhạc vui tôi cũng buồn, mà hát nhạc buồn tôi cũng khóc. Thôi bây giờ mình xiết đi. Có gì đâu xiết trời. Cho mượn nè. Mượn này hả? Rồi, nhà hát. Từ đây xa cách mong gì ta trông thấy nhau, từ giá cung vàng anh đi chốn xa em ở lại nơi này, giá biệt anh lên đường. Ôi cao xanh ông bày ra chi cho duyên tình phân ly, em đi về quê xưa, em đi ngoài gió mưa, ta xa lìa nhau. Tương ương nàng đành nắm tay, ai đối dùng cho ta bốn ngày, xin cứu nàng chiều dương đắng cay, sao trời cao chẳng thương quyền ương, đành rẽ duyên càng thường. Ta kêu gào bi điếc gió giông ba đào, phủ giang bao trùm đôi mình có nhau. Thôi đi, trời ơi, cái tiết mục này thì ghê quá bà ơi, cũng chưa có hấp dẫn lắm. Thôi đi, mình kiếm trích đoạn này mình diễn đi. Trích đoạn gì? Tìm lại cuộc đời. Em thích đó. Sẽ ra. Con mẹ Mỹ đây rồi. Anh hùng, con đàn bà khốn nạn, tao giết mày, tao giết mày. Anh hùng, anh nên xét lại chuyện tình bi thương của em. Hương ơi, Hương ơi, anh nào muốn giết em đâu mà em đổ lực tại em đi với bầy lăng soi.
làm sao anh có thể tách rời những mảnh thép từ một trái nổ vô tri để nó tự chọn mục tiêu mà xuyên thủng những trái tim bão ác tham tàn. Nếu chẳng may anh có chết đi, anh cũng không màng. Vì cuộc đời anh đã đảo điên thác loạn, anh tin tưởng rằng hình ảnh của anh và con vẫn sống mãi giữa tim em. Anh muốn em sẽ chết cùng anh để chúng ta cùng tìm thấy một niềm an ủi thủy chung đau đớn, để cùng chôn vùi hai tình thương qua hai kia sống lạc loài cô đơn vô. Dăm ngàn tìm cái chết để trọn đời chúng quay. Hương ơi, anh xin em đừng bao giờ oán hận anh, mà xin em hãy nhìn anh bằng cái nhìn hiền diệu của người vợ trẻ năm nào. Chẳng một phút rời nhau trong tình mộng ban đầu. Ôi nhớ làm sao những tháng ngày thơ mộng, những ngày vui vui có nhau trong tình nghĩa sắc son. Anh thì trốn lính nằm queo, em tảo tần buôn bán, em cực khổ nhưng mà em vui. Anh nằm queo mà anh tự do hạnh phúc, bên người vợ hiền và một đứa con ngoan. Anh Hùng tới em. Anh biết khóc, biết đau, nghe lòng thương xót, thì xin anh hãy thương lấy đời anh. Chưa vẹn nợ núi sông, chưa tròn đạo nghĩa sanh. Chỉ còn lưu liên mà chi chút sợi tơ mình. Ôi kỷ niệm xưa mối tình thơ dài của hai đứa học trò nghèo dưới mái trường xưa. Hai lá điệp làm tàn lòng xê xăng, hai đứa chơi trò trạng nguyên vinh quy bái tổ. Anh làm lục văn tiên hào hùng anh kiệt, em làm kiều nguyệt nga tiết liệt chung tình. Anh Bình Hùng, anh đây Hùng. Anh Bình đâu? Bên kia kìa. Anh Bình, anh nói với em, nếu phải là một liệt sĩ cô đơn thì bên cõi chết anh sẽ sống mãi trong nụ cười của em gái, trong ánh mắt người yêu và hình ảnh đẹp cùng một trời thương của những bậc sinh thành. Mỗi người có nghe tiếng gì không? Nghe gì? Tiếng chuông báo hiệu có khách đến viếng miễu. Rồi sao? Xin lỗi quỷ sư. Trời!
Cảm ơn các bạn. Rất là dễ thương với cái kết hủy show luôn phải không Tùng? Dễ thương quá. Và chúng ta sẽ cùng đến với những lời chia sẻ từ các vị huấn luyện viên nha. Xin mời chị Ngọc Huyền ạ. Dạ. Em nói trước ha anh. Vâng ạ. Lần này thì anh em chúng ta hòa bình ha. Em bắn thiên gửi anh. Phải nói rằng là một sự kết hợp rất là đẹp. Hôm nay thì Thanh Cung của chúng ta được diễn nhiều hơn rồi, nhưng mà vẫn là một cái nét đẹp lúc nào cũng hỗ trợ cho Chí. Cảm ơn Cung rất là nhiều. Còn Sơn Tùng của chị Huyền, cái lần trước đó em không có thuyết phục được chị, nhưng mà qua tài uống nắng của chị Mỹ đưa vào cái trích đoạn này đó, tự nhiên em đã thuyết phục được chị. Hồi nãy là chị yeah với vỗ tay lớn nhất lúc bạn xuống cầu giọng cổ giống cô Năm Mỹ Châu của chị. Nói chung là chúc mừng ba bạn đã làm rất là tròn cái trích đoạn này. Thì còn những cái kỹ thuật thêm bớt hoặc là góp ý nhiều hơn nữa thì Ngọc Huyền xin nhường lại anh Long, bởi vì anh Long khó tánh hơn chị Huyền nhiều. Nữa. À, quên. Em nói là em mới bắn tim. Mới nói hòa bình trời ơi. Em xin lỗi anh, bắn tim lại. Không, anh Long dễ lắm, nhưng mà chị Huyền vẫn dễ hơn. À, trước tiên là anh phải khen cái sự sắp xếp dàn dựng của bên đội của chị Thời Mỹ, là đã gộp lại ba nhân vật này trong một cái tiểu phẩm hài dễ thương, dung dị, mà lại lấy là hồi đầu anh nghe nó tìm lại cuộc đời, anh tưởng đâu là chắc có lẽ là làm một cái trích đoạn tìm lại cuộc đời, nhưng mà sau khi anh xem rồi anh thấy nó có một cái sự kết hợp rất là dễ thương. Một chú tiểu trong miếu mà lại có cái tinh thần văn nghệ dễ sợ. Một cái giọng nam mà lại ca một cái giọng nữ bắt chước cô Năm Mỹ Châu thì trời ơi là quá sức rồi. Khó mà ai có thể bắt chước được cái giọng của cô Năm, mà em bắt chước nó giống từ cái gió cho tới cái trầm của cô Năm. Anh rất là khen ngợi cái sự lạ lùng của em nha. Giọng ca rất là lạ. Anh muốn nói với Chí, em xuống giọng cổ vẫn ngọt ngào, vẫn chính chữ. Ở đây anh muốn nói rằng Chí có một cái giọng rất tốt và rất ngọt. Nếu như em được đi vào vòng trong, anh tin chắc rằng em cũng sẽ là một cái nhân tố đặc biệt, rất là có nỗ lực trong đội của chị Thoại Mỹ. Còn Cung, Cung ơi, anh hy vọng rằng mà nếu mà được vào vòng trong với Chí đó, thì em phải phát huy cái khả năng của em nữa. Vì em cũng là một cái chất giọng hiện tượng lạ luôn. Vì em là nam mà em lại ca được giọng nữ, ca dây của nữ luôn. À, cái này là ít có ai có được ngoài ca sĩ Cát Tuyền ra. Chị Mỹ, cảm ơn ba em đã không phụ lòng chị Mỹ. Chí xuống giọng cổ rất là ngọt ngào, sắp chữ nhịp nhàng, ca cũng rất là dễ thương, rất là truyền cảm cảm xúc. Tùng cũng vậy nữa, Tùng với Chí với lại Cung, ba người, chị Mỹ phải nói là chị Mỹ thán phục mấy em. Cái tinh thần, cái sự đam mê của tụi em quá cao, quá sâu nặng. Các em không biết mệt mỏi là gì, cứ lao vào tập, ngồi chỗ nào cũng tập. Tối cũng gọi điện thoại cho chị Mỹ, chị Mỹ ơi em ca chỗ này nha, chị nghe lại giùm em coi được chưa. Chị Mỹ rất là hoan nghênh cái tinh thần của mấy em. Ngay cả Cung cũng vậy, dù là một chút diễn phụ cho bạn thôi, nhưng mà Cung cũng hết lòng. Nói chung là ba em đã làm hết sức của mình rồi. Đà hôm nay đã diễn tròn cái tiết mục của mấy em, chị Mỹ rất mừng, chúc mừng mấy em. Dạ em xin phép ba vị huấn luyện viên em có ý kiến như vậy ạ. Dạ thì em cũng xin phép thay mặt cho team của chị Thôi Mỹ cảm ơn chị rất rất là nhiều ạ. Thật sự chị rất là cực và rất thương tụi em. Dù em nghe chị nói một câu em rất là xót khi mà lo cho tụi em đến nỗi mà chị không ngủ được. Thì thật sự là tụi em dù có như thế nào đi nữa là những tay ngang thôi ạ. Theo sự trao dồi của chị thì tụi em cũng cố gắng hết sức đứng lên trên sân khấu này để mà cống hiến tất cả những gì mình biết được của chị Mỹ truyền đến thì gửi cho tất cả mọi người và để đáp lại cái tấm chân tình của chị. Và em xin thay mặt cảm ơn chị rất rất là nhiều ạ. Cảm ơn chị. Em bây giờ em nói ra anh mới biết thì ra
chị Mỹ mất ngủ mấy đêm nay, bởi vậy bữa nay chị ốm mà chị đẹp chị thon dễ sợ. Cảm ơn anh nha. À, mặc áo dài người ta vòng eo 56, chứ này chắc vòng eo khoảng 55 mà. Thay vì chúng ta chỉ nói những lời cảm ơn không, thì chúng ta hãy biến cái lời cảm ơn đó bằng những cái gì mà tốt nhất, thực tế nhất là chúng ta thể hiện tốt nhất trên sân khấu nha các bạn nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Đây là một cái sân chơi cho những ai họ có cái tài năng hơn và họ có thể đi tới cái đích cao nhất. Ôi tự hào biết mấy, Việt Nam đất nước anh hùng hơn 4.000 năm mà lịch sử. Một cái tiết mục quá ư tuyệt vời. Anh đang tưởng rằng em đang thi một cuộc thi ca nhạc chuyên nghiệp nào đó. Diễn xuất có phần là hơi bị phân tâm, không có tập trung lắm. Khi mà bệnh á, em nói chắc không thể nào nổi hát nổi rồi. Thì em phải cố gắng, chị Mỹ động viên tụi em và đã cho em bắt lên xe đến cái nơi của bác sĩ để chích cho em. Liếm lái để xuống nhịp cổ. Thì cột hơi của em 10 thì em phải có 12. Cái lỗi đó nó là trăm dâu đổ đầu tầm. Chị Mỹ nhận lỗi về mình. Có thể em ca rớt nhịp giống như chị Mỹ nói. Có thể tha thứ như một cái hồn của một cái nhân vật trên sân khấu, một cái bài hát. Không thể tha thứ, xin lỗi em. Đón xem tập 7 Đường đến danh ca vòng cổ, phát sóng vào lúc 20h45 thứ 7 ngày 31 tháng 12 năm 2016 trên kênh HTVC Thuần Việt và HTVC Thuần Việt HD. Thưa quý vị khán giả, như vậy là đêm thi đầu tiên của vòng thi song ca tranh tài xin được khép lại tại đây và xin được chúc mừng cho tất cả những thí sinh vì các bạn đã nỗ lực hết sức mình để có những bài dự thi thật tốt. Hy vọng là quý vị khán giả sẽ luôn đón xem chương trình. Đêm thi hôm nay xin được khép lại tại đây. Xin hẹn gặp lại quý vị đêm thi tiếp theo. Chào cô.